Trong video lần trước về loài Flat trong vũ trụ Halo, chúng ta đã biết được cội nguồn của chúng chính là từ những người Precursor đã sáng lập nên sự sống của vũ trụ và trở nên biến chất, trở nên điên loạn sau cuộc chiến với người Forerunner, tạo phản chống lại họ để rồi giờ đây chỉ còn mục đích duy nhất là biến đổi mọi sự sống khác trở thành những con zombie Flat. Nên có thể không ngoa mà nói, chúng đã rất và vô cùng nguy hiểm chỉ từ tiền sử này rồi. Và bây giờ, hãy cùng nhau đến chi tiết hơn, kỹ hơn về loài sinh vật đáng sợ này nhé. Trước khi ở phần chính video này thì mình xin phép quảng cáo một chút, đó chính là nếu như các bạn chưa tham gia vào group Facebook của Diomeo thì đừng quên tham gia ngay nhá. Tại đây các bạn có thể theo dõi thông tin mới nhất về những video sắp ra, hoặc rất có thể các bạn sẽ được tham gia chương trình giveaway mini game hấp dẫn của group, và đặc biệt là các bạn sẽ được xem video trước những bạn khác trên kênh độ khoảng tầm 15 phút. Bây giờ thì hãy cùng bắt đầu video nhá. Sở hữu quần thể lên tới quy mô liên ngân hà, ngay cả những người Forerunner với công nghệ vũ khí hủy diệt tối tân nhất của họ là những cỗ máy Halo có thể quét sạch cả một dải ngân hà chỉ trong một lần bắn. Vẫn hiểu được rằng sớm hay muộn, lũ Flat sẽ vẫn trở lại, rằng việc tiêu diệt chúng một cách hoàn toàn là một điều bất khả thi mãi mãi. Để so sánh mức độ tàn khốc và ghê hãi của chúng, trong hai cuộc chiến giữa nhân loại đế chế Covenant dưới sự chỉ đạo của nhà truyền giáo của hối hận và sự thật, mặc dù chênh lệch tương quan lực lượng là cực kỳ lớn, tới một lính trái đất đối chọi với 10 lính Covenant, và chưa kể hạm đội không gian khổng lồ của chúng dễ dàng đánh bật hệ thống công sự phòng thủ dày công xây dựng của trái đất, nhân loại vẫn có thể cầm cự được phần lớn lãnh thổ giao tranh và thậm chí còn đánh đuổi được người Covenant nhân cơ hội nội bộ chúng rối bời. Nhưng chỉ duy nhất ngay khi một cỗ phi thuyền của người Covenant bị nhiễm Flat lao xuống trái đất, nhân loại đã lập tức phải rút lui, và nếu như không nhờ sự cứu trợ người Elite do bị phản bội bởi đế chế Covenant thiêu rụi hoàn toàn cả châu lục châu Phi nơi phi thuyền Flat kia rơi xuống, thì số phận trái đất đã đi theo một chiều hướng cực kỳ tồi tệ và rất có thể là sự diệt chủng chỉ trong vài ngày. Con người thời kỳ cũ đã thừa hiểu rằng việc đấu tranh tay bo với chúng là hoàn toàn vô nghĩa, vì chúng có thể lấy chính xác thịt của phe địch để gia tăng quân số cũng như tái sinh lại chính quân mình, nên quyết định rất cực đoan nhưng logic là nướng cháy thành than hoàn toàn thế giới và bắn cháy thành tro cả phi thuyền không gian cứ hễ khi nào dịch Flat bùng phát ở nơi đó. Về mặt sinh học, loài Flat nói chung là một chủng loài ký sinh có khả năng thích nghi cực kỳ ưu việt và có quy mô số lượng lên tới mức khó trí não của cả những chủng loài tiên tiến nhất từ vũ trụ xa xưa cũng khó có thể thật sự hình dung được chúng hùng hậu đến mức nào, chứ đừng nói là tại thời điểm nhân loại vào những năm 2300. Chúng có thể ký sinh và làm đột biến tất cả mọi thứ, cả vô cơ lẫn hữu cơ, thậm chí là đổi bại hóa cả trí thông minh nhân tạo. Khi tiến hành ký sinh, chúng sẽ nhanh chóng biến đổi vật chủ trở thành một con Flat mới, bằng cách lây nhiễm hay tiêm những tế bào của chúng lên những tế bào vật chủ, nhằm thúc đẩy cả hai vào một quá trình tiến hóa mới khi toàn bộ cơ thể vật chất, cả vô cơ lẫn sinh học của chúng bị tiêu thụ và đột biến đến mức phá vỡ mọi cấu trúc hình thể ban đầu. Mặc dù vậy, chúng vẫn có những sự ưa thích đối với những loài cá thể hay chủng loài có hệ thần kinh não bộ phát triển, nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng và bành trướng hơn nữa về tri thức và trí tuệ đầu não của loài Flat là Grapemind, mà từ đó cũng cải thiện trí tuệ chung của chủng loài. Trên thực tế, tùy vào tình huống thực hiện ký sinh và tình trạng của bè lũ Flat thì những vật chủ thông minh có giá trị cao hơn, thậm chí là quý hơn và đáng lây nhiễm hơn nhiều so với những đối tượng thể chất phát triển khác. Flat cũng có khả năng sinh tồn cực kỳ chắc chắn, chúng có thể sống sót trong những môi trường chết người như lạnh đến âm 75 độ và nóng tới 53 độ. Chúng có thể tồn tại dưới nước và có thể chống chịu được những môi trường khắc nghiệt nhất từng biết đến với cả những giống loài mạnh mẽ nhất trong đế chế Covenant. Về sinh sản thì loài Flat có thể tự sản sinh ra chính chúng mà không cần đến vật chủ ký sinh. Tuy nhiên, việc này xảy ra rất hiếm và chỉ được coi là giải pháp cuối cùng bởi những con Flat nguyên bản. Cách thức duy nhất để chúng sinh sản và cũng là mục đích tồn tại duy nhất của chúng là thông qua lây nhiễm ký sinh đến những sinh vật khác. Đồng thời, việc càng hấp thụ nhiều mẫu mã gen từ các chủng loài khác càng giúp loài Flat tiến hóa sâu hơn, xa hơn nhờ khả năng tích tụ tàng trữ chất hữu cơ của chúng, biến chúng thành chủng loài khả năng tiến hóa mạnh mẽ vô cùng nhất trong vũ trụ Halo. Chúng ký sinh hầu như toàn bộ mọi thứ trong tầm nhắm và có cực kỳ ít ngoại lệ được tha bổng mà đối tượng đó hoặc là dưới sự chỉ đạo của thực thể Hive Mind đầu não, hoặc là chúng không có năng lực phục vụ cho mục đích lây nhiễm mà có giá trị hơn làm nguồn bổ sung chất hữu cơ. Chẳng hạn như hai chủng loài xuất hiện trong đế chế Covenant là loài Hunter có cơ thể thật ra là một con sâu nhỏ, yếu, không có thần kinh trung ương, và loài Bugger thì thể chất lại quá yếu ớt để chịu được sự ký sinh của bào tử Flat. Khi tiến hành sinh sản, chúng cũng sẽ biến đổi cả môi trường xung quanh giống như việc xây tổ Flat, gọi là Flat Hive, để phù hợp hơn cho mục đích nuôi dưỡng và tiến hóa, đột biến lên những mẫu mã loài Flat mới. Những đặc điểm chính cả Flat Hive
là việc toàn bộ môi trường bị bao phủ bởi vật chất hữu cơ bị flat hóa và không khí tràn ngập bao tử flat đến mức chỉ một hơi thở là đủ đột biến nạn nhân từ trong ra ngoài ngay lập tức. Chúng phát triển mạnh mẽ nhất ở những môi trường âm u và ẩm thấp và có dấu hiệu tăng trưởng chậm rãi hơn nhiều ở những vùng khó khăn như lạnh giá, tuyết rơi, hay là không có sự sống cấp cao và quá lộ trước ánh sáng mặt trời. Về mặt quá trình lây nhiễm biến đổi như này, nạn nhân sẽ chịu sự tấn công và ký sinh bởi loài flat và sẽ phải chịu sự dày vò tra tấn vô cùng khủng khiếp, không chỉ riêng mặt thể chất mà cả tinh thần. Quá trình này sẽ được chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn tiếp xúc. Bào tử flat sẽ xác định nạn nhân mục tiêu rồi tiến hành tiếp cận đối tượng một cách trực tiếp. Các mục tiêu chỉ cần có thể xác hữu cơ là đủ, không nhất thiết phải còn sống, nên loài flat còn được người Forerunner gọi ý nghĩa là thứ tái sinh cái chết. Nếu mục tiêu được bọc giáp, chúng sẽ thâm nhập thông qua những khu vực kém bảo vệ nhất như vùng cổ và nách. Ngoài ra, flat còn có thể lây nhiễm đối tượng sống thông qua lây nhiễm bào tử phân tán không khí vào đường hô hấp hay thậm chí là ăn và hấp thụ mầm bệnh flat cả sống lẫn chết. Giai đoạn thứ hai là biến đổi. Ngay sau khi tiếp cận được da thịt của mục tiêu, chúng sẽ khoét những đường lỗ bằng những xúc tu để chui vào trong cơ thể đến phần ngực rồi tiến hành giải phóng những supercell, ký sinh lên và làm đột biến với tốc độ cực kỳ nhanh lên toàn bộ cơ sở vật chất hữu cơ của nạn nhân. Cơ thể nạn nhân khi đó sẽ chịu những thương tổn và gánh chịu những cơn đau vô cùng lớn và cực kỳ nặng nề, như thể từng cơ quan, từng tế bào và khúc xương của nạn nhân đang bị nướng và bẻ gãy uốn nắn lại ở nhiệt độ nóng chảy và rồi sau đó được khuôn đúc lại, đồng thời mang những chức năng mới chuẩn bị cho việc trở thành thân xác mới của loài flat, biến toàn bộ nạn nhân trở thành một con zombie đúng nghĩa. Đặc biệt, hệ thần kinh của nạn nhân sẽ chịu tác động lớn nhất khi toàn bộ quá trình này xảy ra trong khi nạn nhân vẫn ý thức được những gì đang xảy ra với họ. Trong quá trình biến đổi, lũ flat sẽ đột biến cơ thể vật chủ mới tới mức khiến nó chết theo đúng nghĩa, nhưng lại ngăn cách, đúng hơn là cắt đứt hệ thần kinh não bộ cơ thể vật chủ khỏi chính cơ thể của nó, không cho nạn nhân biết rằng cơ thể của nó đã chết từ bao giờ và đã trở nên thối rữa mục nát bởi mầm bệnh flat, trong khi con ký sinh đồng hóa tần số thần kinh của nó với vật chủ để tước đoạt hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể khỏi vật chủ, khiến nạn nhân phải trải nghiệm cảm giác thiếu sống thừa chết khi ý chí vẫn còn đó nhưng lại không thể làm được gì. Vẫn chưa hết, não bộ tâm thần của vật chủ cũng chịu sự tấn công mãnh liệt của flat khi chúng đào bới đến não bộ vật chủ để giành quyền truy cập vào toàn bộ ký ức và trí tuệ của não bộ nhằm khai thác những nguồn thông tin giá trị cho việc vận dụng vào quá trình chiến đấu hay lây lan sau này. Nếu sâu xa hơn là đóng góp thêm kinh nghiệm và sự tăng trưởng năng lực tâm linh của chủ thể cai trị loài flat là Great Mind. Trong trường hợp đối tượng vật chủ có giá trị rất lớn về mặt trí tuệ, nắm giữ những nguồn thông tin và sự hiểu biết quý báu, chẳng hạn như khi chỉ huy hay lãnh đạo của đối phương, họ sẽ được lưu giữ lại và bảo quản dưới hình thức đột biến hòa nhập nạn nhân vào một photograph mind, giống như một dạng ổ cứng lưu trữ cho máy chủ của flat. Nếu trí óc của nạn nhân không có giá trị đáng kể với lũ flat, nó sẽ bị đào thải và thay thế với bản chất nguyên thủy đầy hung bạo của lũ flat là sát nhập hay hủy diệt toàn bộ những dạng sống khác, chính thức giết chết một cách hoàn toàn vật chủ. Giai đoạn cuối cùng thứ ba là chức năng hóa. Tùy vào thể trạng trước đó nạn nhân hay tình hình thế giới khi lũ flat đang tiến hành xâm lược và ký sinh, nạn nhân bị nhiễm flat sẽ chịu thêm một sự đột biến hơn nữa để cải tiến cơ thể nhằm mang những chức năng khác như chiến đấu, hồi sinh xác chết cả vật chủ chưa nhiễm lẫn đã nhiễm hoặc làm nguồn phân tán mầm mống flat mới, hoặc chỉ đơn giản là mang về nơi an toàn rồi trở thành nguồn hữu cơ dự trữ cho bộ máy sinh học của lũ flat. Trong một số trường hợp hiếm hoi, chúng thậm chí có thể đột biến thành một dạng hybrid, kết hợp giữa dạng chiến đấu và lây nhiễm nhằm tăng cường khả năng chiến đấu độc lập của lũ flat trong điều kiện số lượng có hạn và tình cảnh yếu thế. Vì mặt năng lực, trong chiều dài lịch sử của loài flat lây nhiễm vô số những chủng loài khác đến mức chúng đã phân loại những đối tượng bị nhiễm thành những nhóm chức năng khác nhau, dựa trên cơ sở ban đầu của vật chủ mà chúng sẽ có vai trò khác nhau, từ chiến đấu, vận tải, lây nhiễm cho tới cả lãnh đạo chỉ huy chiến trận. Trong gameplay của Halo thì chúng ta chỉ bắt gặp chủ yếu 3 dạng flat. Một là Spore, những bào tử ký sinh lây nhiễm flat chủ yếu và cơ bản nhất trong hệ thống cây sinh học của flat. Chúng mặc dù đông đảo và khó chịu cực kỳ khi đối đầu với số lượng lớn, nhưng lại rất dễ giết chỉ với một phát đạn duy nhất. Thứ hai là Port Infector, một dạng flat chuyên chở những bào tử flat con khác để tăng khả năng phát tán và sống sót của nó trong môi trường bên ngoài. Còn lại là dạng Combat Form, những sinh vật chủ cấp cao có năng lực chiến đấu cao như con người, người Elite và người Brute đột biến bởi flat sẽ trở thành dạng chiến đấu. Chúng vẫn giữ tạo hình ban đầu của vật chủ nhưng đã biến đổi rất lớn để cải thiện đáng kể về mặt thể chất cũng như chống chịu tốt hơn và đánh đòn đau hơn. Các cơ quan nội tạng, hệ thần kinh lẫn xương cốt, tất cả hoàn toàn vừa bị đổi bại, vừa bị đột biến để tối ưu hóa khả năng sinh tồn của vật chủ đến mức việc bắn đứt các phần chi, thậm chí là bắn bỏ phần đầu là không đủ tiêu diệt chúng, trừ khi vật chủ chịu tổn thương quá sức chịu đựng của toàn bộ cơ thể của chúng.
cộng thêm năng lực tự tái tạo khiến chúng có thể dễ dàng phục hồi trước những thương tổn dù nghiêm trọng chết người nhưng không dồn dập. Chẳng hạn như súng bắn tỉa hoàn toàn vô dụng trước chúng bởi viên đạn sẽ chỉ bay xuyên qua cơ thể chúng mà không để lại tổn thương đáng kể nào cả. Hướng giải quyết duy nhất đối với chúng là hỏa lực dồn dập cực mạnh như súng trường, súng phun lửa và đặc biệt là shotgun. Vật chủ Combat Form còn sở hữu một số điểm đột biến nhằm tăng khả năng chiến đấu của chúng. Đầu tiên là những xúc tu mọc ra từ vùng ngực, nách và cổ. Một bên chi tay của chúng sẽ bị đột biến thành một dạng móng vuốt cho việc cận chiến. Cánh tay còn lại thường được giữ nguyên gốc gác ban đầu để có thể sử dụng loại vũ khí mà chúng nhận được từ những chủng loài đối đầu khác. Bởi loài Flood không có khả năng làm công nghiệp chế tạo vũ khí. Tất cả các chi của chúng cũng được cường hóa để có sức mạnh đáng gờm, có thể húc đổ những vật thể rất nặng mà cơ thể vật chủ trước đó không thể làm nổi, hay nhảy nhót ở những độ cao nguy hiểm đến gãy xương. Chúng thậm chí có thể leo trèo và đeo bám rất tốt và lâu dài trên nhiều bề mặt, miễn là có chỗ cầm nắm bấu víu để thực hiện tấn công phục kích từ trên không. Về năng lực tâm linh, khi một con Flood đạt được một trình độ tiến hóa siêu cấp nhất, chẳng hạn như Grave Mind, thì nó có thể sử dụng sức mạnh tâm linh lớn tới mức can thiệp được vào trí não của những con Flood cấp thấp hơn để điều hướng mục tiêu nhiệm vụ cho chúng. Nó có thể kiểm soát chúng một cách trực tiếp hay thậm chí là giao tiếp với những cả chủng loài khác thông qua vật chủ nhiễm Flood nếu vật chủ là chủng loài sử dụng đồng ngôn ngữ với đối tượng. Chẳng hạn như phân cảnh Grave Mind khi đã đề nghị liên minh với Chief và Abater nhằm ngăn chặn việc nhà truyền giáo sự thật Truth khai hỏa toàn bộ cỗ Halo vì nó có thể tiêu diệt mọi sự sống khác trong vũ trụ, bao gồm cả lũ Flood khi mà chúng cũng sẽ hết được nguồn sống để lây bệnh. Mạnh mẽ là như vậy, nhưng vẫn sẽ có những cách để đối phó loài này. Mặc dù vậy thì phải khẳng định một điều rằng không có bất kỳ phương pháp nào để thật sự ngăn chặn hay chữa trị khỏi sự lây nhiễm của lũ Flood, đặc biệt là khi nó lây lan vào vật chủ, cũng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào để đảo ngược hay thậm chí là chỉ cầm chừng quá trình đột biến này vì sự đột biến là vô cùng nhanh, phức tạp và nghiêm trọng trên toàn cơ thể đến mức không một loại thuốc chữa hay chất hóa học nào có thể ngăn nổi. Tuy nhiên, vẫn còn một trường hợp ngoại lệ để ngăn ngừa vật chủ khỏi bị giết khi bị ký sinh, chứ không hoàn toàn cứu họ khỏi sự đột biến. Trong vũ trụ Halo, có một căn bệnh gọi là triệu chứng Boren, vốn là một hội chứng phụ xảy ra trong quá trình đào tạo và đột biến chiến binh Sparta, khiến não bộ của đối tượng xảy ra xung đột sóng não. Việc này khiến ký sinh Flood không thể tiếp cận và đồng bộ hóa với sóng não trung ương thần kinh của vật chủ, nhờ đó ngăn chặn sự đột biến ở mức độ cao mà vốn sẽ giết chết vật chủ. Tuy nhiên, vật chủ nếu không được chữa trị thì sau vài năm, con ký sinh sẽ vẫn gây chết người. Trường hợp này là cực kỳ hiếm hoi và chỉ có tỷ lệ 1 trên 1 tỷ người có di chứng Boren. Và việc nghiên cứu thuốc chữa chỉ có thể tiến hành khi đối tượng đó phải chịu hội chứng Boren nặng tới mức họ không thể bị ký sinh bởi Flood nữa. Đối với những chiến binh gan dạ và vĩ đại nhất của đế chế nhân loại là Spartan, họ được chuẩn bị và đầu tư cực kỳ hùng hậu để đối đầu với thế lực kẻ địch bất khả chiến bại này. Từ việc những bộ áo giáp thiết kế đặc biệt chống lại mối đe dọa từ vũ khí sinh học, những binh đoàn Spartan đặc biệt được huấn luyện chỉ để canh giữ những khu vực nghiên cứu Flood và trên cả những cỗ Halo, đổi biến cơ thể tới mức tế bào để khiến quá trình lây nhiễm và đột biến mầm bệnh hay ký sinh Flood diễn ra khó khăn và chậm nhất có thể, cho đến việc liên tục trải qua những chương trình mô phỏng chiến đấu khi một mình chống lại hàng bầy đàn Flood đổ tới tấp, chỉ mục tiêu là sống sót lâu nhất có thể. Mặc dù vậy thì nguy cơ một chiến binh Spartan bị lây nhiễm bởi Flood và trở thành thực thể Flood mới là không thể tránh khỏi. Trong bộ luật giao tranh của lực lượng USNC, khi chuyện này xảy ra, một lệnh khẩn cấp gọi là Corruptor hay là kẻ suy đồi sẽ được phát sóng mở trực tiếp lên toàn bộ các lực lượng phân khu xung quanh nơi giao tranh với loài Flood. Thông báo này sẽ đưa ra khi chỉ cần duy nhất một chiến binh Spartan được xác nhận là đã rơi vào tay lũ Flood. Do vậy, vũ khí hủy diệt hàng loạt như đầu đạn hạt nhân hay pháo địa MAB sẽ lập tức được toàn quyền triển khai tiêu diệt hay kiểm soát sự lây nhiễm của Flood một cách khẩn cấp. Điều này chứng tỏ mối đe dọa Flood đã trở nên quá nguy hiểm, hoàn toàn vượt xa khỏi tầm kiểm soát của phương thức đấu tranh thông thường mà bắt buộc phải thực hiện phương pháp cách ly cực đoan nhất có thể. Cũng đồng thời là việc Flood có thể thúc đẩy rất mạnh năng lực chiến đấu của vật chủ và khai thác thông tin từ chúng, mà đây là những chiến binh Spartan tinh nhuệ nhất của tinh nhuệ, nên việc nắm giữ trong tay một Spartan thôi là đã đủ tổn thất một trời giáng lên lực lượng Atlantis rồi. Tất cả lực lượng quân sự không được ủy quyền nhiệm vụ đặc biệt nào khác đều được yêu cầu thực hiện điều lệnh khẩn cấp Upsilon, sử dụng cho tình huống có sự lây nhiễm Flood cực kỳ đáng kể. Tất cả hoạt động quân sự hay chiến dịch khác ngoài việc chống lại sự lây lan bành trướng của Flood đều bị đình chỉ để tập trung duy nhất cho việc cách ly chúng. Nếu có biện pháp này thất bại, một lệnh hủy diệt Exterminators sẽ buộc phải được thông qua và hành tinh nơi chứa chấp lũ Flood này sẽ bị tiêu hủy và cách ly hoàn toàn, chịu sự theo dõi và oanh tạc cực kỳ gắt gao cho tới khi có bằng chứng chứng tỏ rằng không còn một mầm mống Flood nào có thể tồn tại thế giới này nữa. Và đó toàn bộ những thông tin mà mình cũng như Blackwood muốn mang đến cho các bạn về loài Flood.
Nếu như các bạn muốn đón xem video tiếp theo tương tự như này thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh DLMO để cùng xem game và chơi phim của mình. Còn nếu như thấy nó dở, hãy bấm dislike để bọn mình có thể cải thiện trong video kế tiếp. Còn bây giờ, mình là Dương Dũng và đây là DLMO. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.